Sáng ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, Vietinbank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tại Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều thách thức, đặc biệt sự tác động mạnh và đa chiều của dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng, trong đó có Vietinbank. Tuy nhiên, những giải pháp hỗ trợ của Vietinbank đã và đang góp phần quan trọng đối với việc phục hồi và phát triển nền kinh tế xã hội, tạo đà phát triển tốt hơn, mạnh mẽ hơn trong tương lai. Vietinbank sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của ngân hàng thương mại lớn hàng đầu của đất nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển sau đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước. Năm 2020, Vietinbank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh như dư nợ tín dụng tăng từ 4 đến 8,5%, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến tăng từ 5 đến 10%, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng dưới 2%. Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo Vietinbank đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm. Thông qua các phần trả lời, ban lãnh đạo Vietinbank đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin, kế hoạch phát triển của Vietinbank trong thời gian tới. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều báo cáo quan trọng. Điều này đã trở thành động lực để Vietinbank phát triển lớn mạnh, an toàn, bền vững hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Cũng tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Vietinbank đã thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, miễn nhiệm 2 thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông Vietinbank thường niên 2020 đã bầu bổ sung ông Masahiko Oki, ông Shiro Honjo và bà Nguyễn Thị Bắc giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bắc giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập, ông Masahiko Oki là thành viên hội đồng quản trị Vietinbank, kiêm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.